Chị, anh ạ. Ơ, Dương. Ôi giời ơi, sao vậy mà không báo anh chị câu nào để anh chị đón? Vâng, lần này em về hơi đột ngột. Anh chị có cho em ở không nào? Chú nói cái gì mà khách sáo thế? Cái gì mà cho ở với chả không cho ở? Đây là nhà bố mẹ để lại cho hai anh em cơ mà. Ở thoải mái đi. Vâng, chị đã nói thế thì em không ngại nữa. Em sẽ ở nhà mình một thời gian ạ. Thế công ty của chú trên đấy thế nào? Mà về lâu như thế liệu có ổn không? Nói ra thì nhiều chuyện lắm anh chị ạ. Đại khái là bây giờ công ty em đang gặp khó khăn. Chắc là lần này em phải tuyên bố phá sản thôi anh chị ạ. Cái gì cơ? Phá sản á? Này, đang yên đang lành tự nhiên lại phá sản là thế nào? Tháng trước chú vẫn nói với anh là công ty phát triển mạnh lắm cơ mà. Thì chuyện làm ăn mà anh chị, thay đổi nhanh lắm. Nay thế nọ, mai thế kia. Chỉ cần một hợp đồng xuôi hỏng bỏng không thôi là coi như bỏ. Em cũng đã rất cố gắng rồi. Nhưng bây giờ thì hết cách rồi anh chị ạ. Bây giờ phá sản như thế này, tiền hàng tháng gửi cho anh chị thì thế nào? Anh chị thông cảm. Bây giờ em khó khăn quá nên chắc là em không chu cấp tiền hàng tháng cho anh chị được nữa. Bây giờ anh chị chịu khó đi làm, vượt qua giai đoạn này, rồi sau này ổn ổn thì em lại gửi tiền cho anh chị. Chú Dương này, anh thấy như này á là không ổn đâu. Bây giờ chú đang xảy ra chuyện, ai lại bỏ về quê như thế này? Ở công ty chú còn bao nhiêu người đang chờ chú đấy. Thôi, tốt nhất là anh nghĩ như này này, chú nên trở lại thành phố đi để giải quyết công việc cho xong. Bao giờ mà ổn ổn rồi á, về đây cũng được. Anh chị yên tâm, em đã giải quyết hết tiền lương cho nhân viên trên đó rồi. Mọi người rời đi nhưng mà vẫn quý em lắm. Không có chuyện là em bỏ rơi mọi người trên đó đâu ạ. Thế chú về, chú có cầm được ít tiền nào về không? Em phải bán hết nhà, hết xe để trả lương cho nhân viên rồi. Bây giờ trong người của em chỉ còn vài triệu thôi ạ. Ôi dồi, vài triệu? Vài triệu thì làm sao mà ở cái nhà này được? Chi phí hàng tháng á, cũng phải hết chục triệu đấy. Ở quê mà chi tiêu gì nhiều thế ạ? Quê thì cũng có nhà nọ nhà kia. Riêng anh chị cứ phải ngần ấy tiền mới đủ. Chú có thì chú ở, mà chẳng có thì chú đi đi. Anh chị đây cũng không muốn nói nhiều đâu. Nói nhiều đâm ra bất hòa ra, rồi hàng xóm láng giềng người ta nhìn vào người ta cười cho chứ làm cái gì đâu mà. Thế nhưng mà bây giờ em không có nhiều tiền như thế à? Thôi thì anh chị cứ để em ở nhà thôi. Coi như là lấy chỗ ngủ. Còn ăn uống sinh hoạt như thế nào thì để em tự túc ạ. Không được, ở thôi cũng không được. Chú ở đây thì không cần chi phí điện nước à? Thôi, chú quay về thành phố đi. Anh chị làm như thế là quá đáng lắm rồi đấy. Đây là nhà bố mẹ để lại cho hai anh em, nên em có quyền ở lại. Miễn là em không dùng chung đồ với gia đình anh chị là được. Đấy, đi mà nhìn thằng em trai anh ấy kìa, ngứa mắt không chịu được. Anh muốn làm thế nào thì làm, tự đi mà tống cổ nó đi. Bực hết cả mình. Tự nhiên lại phá sản làm cái gì không biết. Bây giờ lại phải tự đi làm rồi. Ô, anh Dương. Anh về khi nào đấy? Nhiên đấy à? Anh mới về hồi sáng. Mà em đi đâu đấy? Em vừa mới ra thăm đồng. Thế lần này về, anh có ở lại lâu không ạ? Anh ở một thời gian, cũng lâu đấy. Mà em rảnh không? Hay là anh em mình ra quán nước đằng kia nói chuyện đi. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau. Vâng, em đồng ý luôn, sợ gì đâu. Đi. Vâng ạ. Dạ, trông em lớn quá nhỉ? Sao lần này anh về lâu thế ạ? Anh về giải quyết một số việc ở nhà ấy mà. Có phải là việc của anh Long với chị Ngọc đúng không anh? Sao em biết? Ui, có phải mình em biết đâu. Cả làng này đều biết mà anh. Hai ông bà đấy nhá, suốt ngày chơi bời lêu lỏng, xong lại còn nghiện cờ bạc đề đóm nữa. Cũng tại anh gửi tiền về cho hai ông bà ấy, nên giờ hai người họ mới thành ra thế này. Cái này thì không trách anh được. Anh là em trai của anh Long mà. Bây giờ anh kiếm được nhiều tiền, cho anh chị cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng mà em thấy hai ông bà ấy chẳng biết điều gì cả. Anh đang đau hết đầu với hai ông bà ấy đây. Lần này anh về, anh lấy cớ là công ty anh bị phá sản nên về ở nhà một thời gian. Ấy thế mà ông bà ấy vừa nghe xong đã muốn đuổi anh đi luôn rồi. Ui, thật đó anh? Khiếp, xấu xa thế. Làm anh làm chị kiểu gì chẳng biết. Để anh xem lần này họ giở những trò gì. Nhất định phải cho hai người họ một bài học thì họ mới bỏ được cái tính lười làm, chỉ biết phụ thuộc vào người khác. Vâng, đúng đấy anh ạ. Còn cả cái tính ăn cháo đá bát nữa.
Anh giúp ông bà đấy quanh năm suốt tháng chẳng sao. Đấy, đến cái lúc mà anh nhờ vả một tí mà đã quay lưng rồi. Anh biết rồi. À mà này. Dạ. Bố mẹ em ở nhà vẫn khỏe chứ? Lâu rồi anh không sang thăm cô chú. Bố mẹ vẫn khỏe. Thì thoảng bố mẹ vẫn nhắc đến anh đấy. Nhắc đến anh á? Ừ. Nhắc chuyện gì? Bố mẹ em bảo là giục anh nhanh nhanh lấy vợ đi, không anh sắp ế đến nơi rồi đấy. Hình như lần nào anh về, bố mẹ em cũng nhắc anh lấy vợ thì phải. Chẳng thế thì không ạ. À? Anh cũng đến tuổi rồi còn gì. Một vài năm nữa thôi là anh già rồi đấy. Em yên tâm đi, anh của em không ế được đâu. Ừ nhở, anh mình là chủ tịch mà. Anh Long ơi, thế cái thằng em trai quý hóa của anh, nó đi đâu từ sáng giờ mà em chẳng thấy mặt mũi đâu ấy. Ai biết được với nó, mà quan tâm đến nó làm gì, cho nó mệt đầu ra. Cái thằng lúc có tiền thì chẳng về ở lâu thêm một tí, bây giờ phá sản rồi thì lại tót ngay về đây ở, cứ như kiểu cái nhà mình là cái nhà từ thiện ấy. Cứ nhắc cái nó bây giờ là anh đau hết cả đầu ra. Tự nhiên phá sản làm cái gì, mất đi một nguồn tiền, bây giờ lại phải nai lưng ra để đi kiếm việc làm, đau hết cả đầu, nhục như chó. Anh phải xem thế nào đi, tìm cái cách gì đuổi nó đi đi, chứ cứ để nó ở nhà ăn bám mình mãi thế này à? Thì anh không còn muốn thế đâu. Em biết mà, cái ngôi nhà này á là do bố mẹ để lại cho hai anh em. Chứ bây giờ của mình anh á, thì anh đuổi nó đi lâu rồi. Thế bây giờ chẳng nhẽ không có một cách nào để anh đuổi nó đi à? Thế bình thường em làm mưu nhiều kế ấy. Em nghĩ cách nào đi. Được rồi, anh cứ để em sẽ có cách. Chú Dương! Úi dồi ôi chú Dương ơi! Không, chú đi đâu làm cái gì mà chị gọi mãi được thế à? Điện thoại em vừa hết pin. Mà có chuyện gì thế hả? Úi dồi ôi, chú về nhà ngay lập tức. Có hai thằng xã hội đây nó đang đánh anh chú ở nhà kìa. Sao lại thế hả chị? Úi dồi ôi, chú lại còn hỏi nữa. Chú cứ đi về đi rồi biết. Nhanh lên, không bọn nó đánh chết anh chú bây giờ. Đi! Chồng ơi là chồng! Đâu rồi chị? Này! Các anh là ai đấy? Mày là ai? Tôi là em trai của anh Long. Các anh có việc gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân, không tôi báo công an đấy. Mày báo đi, tao thách bố con nhà mày đấy. Này, anh đã nói cho đàng hoàng tử tế, đừng có lôi bố tôi vào đây. Nghe giọng điệu của mày, chắc mày chưa biết chuyện gì đúng không? Có chuyện gì anh nói đi. Thằng anh trai mày chơi cá độ rồi nợ tiền bọn tao. Tao đã cho thời hạn 1 tháng để kiếm đủ cho tao. Hôm nay không có, đừng có trách. Anh Long, có đúng như anh ta nói không? Chú phải bình tĩnh để nghe anh nói. Là do bọn họ lừa anh, bọn họ dụ dỗ anh. Chứ anh không biết gì đâu. Dụ dỗ á? Mày không chơi thì tao cầm tay mày chơi nhá. Bớt làm nhảm ấy, nốt tiền ra đây. Dương, chú cứu anh. Hôm nay mà không đưa tiền cho họ là họ giết anh mất. Anh còn trẻ này, anh chưa muốn chết đâu. Cứu anh với. Anh nợ bọn họ bao nhiêu? 300 triệu. À, cái gì cơ? Anh chơi cờ bạc kiểu gì mà nợ tận 300 triệu? Chưa hết đâu. 300 triệu là tiền gốc, lãi là 200 nữa, tổng cộng 500. Các anh ăn cướp à? Tính lãi kiểu gì từ 300 triệu trong vòng 1 tháng lên tận 500 triệu là sao? Đấy là việc của bọn tao. Còn mày á, trả được thì trả, không trả được tao siết căn nhà này. Ôi anh cho em thêm một thời gian nữa. Em đi làm xong em sẽ có tiền trả anh. Chứ bây giờ căn nhà này là căn nhà của bố mẹ em để lại cho hai anh em. Anh đừng lấy nó ạ. Chú Dương ơi, chú xem thế nào. Chú giúp anh trai chú đi chứ. Không thì bọn nó lấy mất cái căn nhà này đấy. Căn nhà này một nửa là của tôi, các anh không có quyền lấy. Cũng được thôi. Vậy ta sẽ lấy một nửa căn nhà và một nửa người thằng kia để bù vào. Anh ơi, em xin anh, em sẽ trả đủ tiền cho anh ạ. Tao không biết. Anh em mày quyết định nhanh đi, tao còn đi. Dương, cứu anh đi. Anh biết là chú yêu quý ngôi nhà này. Thế nhưng mà nếu mà không có tiền, chúng nó giết anh mất. Cứu anh đi chú. Đúng rồi đấy chú Dương ơi. Nói thật với chú là anh trai của chú mà chú còn chẳng giúp thì bố mẹ trên trời bố mẹ trách chú lắm. Nhà mình có mỗi hai anh em thôi, không nhẽ chú nhận tâm bỏ mặc anh thế à? Chúng mày diễn kịch cho tao xem đây à? Quyết định nhanh lên, tao không chờ nữa đâu. Thôi được rồi, cứ làm như hai người nói đi. Dương à, cảm ơn chú.
Anh biết ơn chú nhiều lắm. Chị nói thật với chú là chú là người em trai tuyệt vời nhất trên đời này. Anh chị á không bao giờ quên được cái ơn này của chú đâu. Gì vậy? Này, hả? Sao em lại nghĩ ra được cái kế hay thế? Chuyện vợ anh mẹ. Này, thế mấy thằng đấy em thuê ở đâu về đấy? Làng mình á thiếu gì thằng bị bọn nó đòi nợ đâu. Em xin số, thế xong thuê chúng nó một buổi về diễn. Thì nhưng mà công nhận là diễn như thật đấy nhở? Này, thế bao giờ mình mới lấy lại được sổ đỏ? Cứ phải lo xa, cứ để nhờ nhà chúng nó vài hôm, xong rồi em qua em lấy về, lo gì? Được ấy. Vạ. Không biết chú Dương chú phát hiện ra không nhỉ? Làm sao mà phát hiện ra được? Mình cứ bảo là bọn nó lấy nhà nhưng mà không dùng đến, thế cho nên vợ chồng mình thuê lại. Thế xong rồi 1-2 năm nữa lại nói phét là mình cóp được tiền, xong là mua lại căn nhà này. Thế đến lúc đấy nhà này là nhà của vợ chồng mình, liên quan gì đến chú Dương nó đâu, đúng không? Đúng. Được đấy chứ. Ôi trời ơi. Vợ anh cũng được đấy chứ. Ừ. Sao cái chuyện này em cứ thấy nó kỳ lạ sao ấy? Hay là anh chị ấy giở trò không anh? Anh cũng nghĩ là vậy. Tại vì trước đó anh cũng điều tra là anh chị đấy không có số nợ nào lớn như thế cả. Nhưng mà anh vẫn đồng ý để xem họ định giở trò gì. Em nghĩ chắc chắn là anh chị ấy muốn đuổi anh đi để anh không có phần trong căn nhà ấy. Anh cũng không hiểu tại sao anh chị đấy lại tham lam đến thế nữa. Thì người ta vẫn bảo mà biết người biết mặt chứ không biết lòng được. Lúc mà anh có tiền nhá thì anh em, cái lúc không có thì trở mặt ngay. Buồn một chỗ họ lại là ruột thịt của anh thôi. Lần này anh phải xem họ muốn làm gì mới được. Chú uống nước đi. Ừ. Chị khách sáo thế ạ. Chị có chuyện này muốn nói chuyện với chú. Anh chị cứ nói đi ạ. Việc mà chú giúp anh chị như thế là quá tốt rồi. Thế nhưng mà bây giờ nhà thì cũng là nhà của người ta. Mà chú xem thế nào, sắp xếp đi sớm đi. Chứ không người ta đến, người ta đuổi thì lại không hay. Thế anh chị ở đâu ạ? À thì anh chị có nói chuyện với người ta. Thì tạm thời bây giờ người ta chưa dùng đến cái căn nhà này. Thế là cho anh chị thuê lại. Nhưng mà lại chỉ cho mỗi anh chị thuê, lại không cho chú thuê. Mà anh chị cũng nói mãi, nói cố hộ chú rồi, nhưng mà người ta có nghe đâu. Dạ vâng, em hiểu rồi. Vợ chồng thằng Long đâu? Ra bảo đây. Anh đến đây có chuyện gì thế ạ? Còn chuyện gì nữa? Tao đến lấy nhà. Anh ơi, đã thỏa thuận với nhau từ trước thế nào rồi, nhưng bây giờ lấy nhà là sao? Mày đúng là một con đàn bà ngu dốt. Mà nghĩ bọn tao ngu như vợ chồng mày đấy à? Lấy được cái nhà này mà không tốn một đồng, tội gì mà trả lại? Các anh đang lừa bọn tôi đấy à? Ai bảo chúng mày tham? Định nuốt không căn nhà này một mình, không cho thằng em mày hưởng. Bị thế là cũng đúng rồi. Chuyện này là sao? Anh nói rõ tôi nghe xem nào. Được, để tao nói cho mày biết bộ mặt thật của anh chị mày. Sao anh chị có thể làm ra mấy cái trò như thế này, hả? Chú Dương à, đừng nghe bọn họ nói, anh chị có biết gì đâu. Đúng rồi đấy chú Dương ạ. Thật ra là anh chị ấy cũng chỉ là nạn nhân thôi, chứ không biết cái gì cả. Mấy đứa mày ra ngoài đường mà cãi nhau, nhà này bây giờ là của tao, chúng mày cút đi. Khoan đã, tôi muốn mua lại căn nhà này. Cái gì á? Mua lại á? Đưa 1 tỷ đấy. Được, tôi sẽ đưa cho anh 1 tỷ. Để anh chị tiễn chú ra ngoài đầu làng nhá. Anh chị không cần phải giả vờ thân thiết như thế đâu ạ. Anh xin lỗi chú. Bây giờ anh chị có xin lỗi cũng vô ích thôi. Căn nhà này bây giờ là của em. Hàng tháng anh chị phải đóng tiền thuê nhà cho em. Nếu thiếu tháng nào, em sẽ tăng giá lên gấp đôi. Còn thiếu đến 2 tháng thì mời anh chị ra chỗ khác ở. Chú Dương, dù gì thì cũng là anh em ruột thịt trong nhà. Chú có nhất thiết phải làm như thế không? Anh chị có coi em là em trai không mà dám nói câu đấy? Chị... Anh chị chịu khó mà làm ăn đi. Đừng để đến lúc phải ra đường ở.
Không ngờ chú Dương lại nói dối mình là công ty bị phá sản. Em trai của anh đúng là nham hiểm thật đấy. Khó thế mà cũng nghĩ ra. Làm em cứ tưởng. Cô còn nói được nữa à? Nếu mà cô không vội vàng hấp tấp muốn đuổi chú ấy đi thì có lẽ là chú ấy đã nghĩ lại rồi. Không phải là chính anh cũng muốn thế à? Anh kiểu gì nói được anh buồn cười thật đấy. Thôi được rồi, cãi nhau bây giờ thì có ích gì. Giờ tính sao đây này? Sao chẳng cái gì nữa. Nộp hồ sơ vào công ty, làm công nhân thôi. Biết đâu một thời gian chú Dương chú thấy, chú lại nghĩ lại, xong rồi cho vợ chồng mình lên thành phố, có khi lúc đấy lại đổi đời. Chỉ còn cách đấy thôi, chẳng cách nào hơn đâu.